Xin chào quý vị và bà con, rất vui mừng được gặp lại bà con chăn nuôi trong chương trình Dr. Red cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, từ xưa đến nay, hình ảnh con gà luôn gắn bó thân thiết với đời sống của người dân Việt Nam. Hiện nay, nước ta có rất nhiều các giống gà quý, độc đáo, nổi tiếng trong lịch sử. Nhiều loại gà có hình thức rất đẹp và lạ, được nuôi làm cảnh. Nhiều loại gà có thịt thơm ngon và bổ dưỡng, có giá bán rất cao. Hôm nay, Dr. Red sẽ giới thiệu tới bà con chăn nuôi top 7 giống gà độc lạ hiện có tại Việt Nam. Thứ nhất, gà Đông Tảo. Gà Đông Tảo hay gà Đông Cảo là một giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam. Đây là loài gà nuôi cổ truyền của xã Đông Tảo, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Thuở xưa, loài gà nuôi cổ truyền này thường được người dân dùng làm vật phẩm tiến vua, các bậc quý tộc hoặc dùng làm đồ cúng tế. Gà Đông Tảo có kích thước khá lớn, dáng bệ vệ, trung bình một con có thể nặng từ 3,5 đến 4,5 kg. Loài gà này được ví như dũng sĩ bởi nó có cái đầu oai vệ, cặp chân to, thô, rất vững chãi, da đỏ, toàn thân được tô điểm bởi lớp lông màu tím pha đen đặc trưng. Tuy có hình dáng trông hơi đáng sợ, nhưng thịt của gà Đông Tảo rất ngon, chất thịt mềm, ngọt, không quá dai lại không có gân nên được rất nhiều người yêu thích. Thứ hai, gà đen hay còn gọi là gà mặt quỷ. Loại gà này có tên gọi là Ayam Semali, cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ. Chúng có nguồn gốc từ đảo Java, Indonesia. Người dân nơi đây coi giống gà này như một biểu tượng của sự may mắn. Gà đen Indonesia có đầu nhỏ, mắt dẹt đen tuyền, trông rất dữ dằn, nên còn được gọi là gà mặt quỷ. Giống gà này có đặc điểm đặc biệt, đó là có màu đen từ trong ra ngoài, đen từ mắt, bộ lông, lớp da, màu, xương và cả nội tạng. Trứng gà cũng có màu đen, duy nhất chỉ có máu là có màu đỏ sẫm. Thịt gà đen ngọt, thơm, dai, rất bổ dưỡng và có hương vị rất tuyệt vời, rất tốt cho những người ốm yếu, phụ nữ mang thai, nhưng không phải ai cũng có khả năng để thưởng thức giống gà quý này vì chúng rất đắt đỏ. Thứ ba, gà lông xù. Gà lông xù hay còn gọi là Sikai là một giống gà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chúng nổi bật với bộ lông xù lạ mắt, nhiều màu sắc, dễ chăm sóc. Giống gà này được đặt tên là Sikai vì chúng có bộ lông đặc trưng được cho là mềm như lụa. Đặc trưng của giống gà này là chúng có bộ lông xù như lông chó Nhật, phủ toàn thân và cả phần đầu, sống được ở điều kiện khí hậu ấm và lạnh. Bộ lông này phủ kín khắp người nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mặt của chúng. Chúng được ví von là loài lai giữa gà và thỏ với bộ lông đủ màu sắc. Mặc dù có nguồn gốc từ nước ngoài, nhưng giống gà lông xù Sikai cực kỳ phù hợp với điều kiện nuôi nhốt tại Việt Nam. Bất cứ ai nhìn thấy những chú gà lông xù Sikai đều mê mẩn và mong muốn được sở hữu chúng làm thú cưng tại nhà. Thứ tư, gà Ba Lan. Có tên gọi là gà Ba Lan, thế nhưng giống gà này không đến từ Ba Lan mà lại đến từ Hà Lan và là giống gà rất phổ biến tại châu Âu. Giống gà cảnh Ba Lan cực kỳ độc đáo và dễ nhận diện với những chiếc mũ tựa như bờm sư tử độc đáo, che khuất cả tầm nhìn và rất đa dạng về hình dạng, màu sắc. Cũng chính vì điều này mà nhiều anh em trong giới mê gà cảnh cũng đặt cho giống gà kiểng đẹp này cái tên rất uy dũng là gà Ba Lan sư tử. Nuôi gà Ba Lan rất đơn giản, chỉ cần khoảng sân nhỏ là có thể thả chúng đi loanh quanh làm đẹp ngôi nhà. Thức ăn cho giống gà này cũng đơn giản như những giống gà cầm khác nên chúng rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Thứ năm, gà vảy cá. Có nguồn gốc từ nước Anh, gà vảy cá nổi bật với bộ lông đẹp với những lớp lông xếp tầng lên nhau như những lớp vảy cá. Gà vảy cá có hai màu lông phổ biến là trắng bạc và vàng đồng. Theo giới chơi gà cảnh, đây là giống gà quý còn được ví như mỹ kê trong các loại gà. Đáng chú ý, giống gà này có trọng lượng rất nhỏ. Một con gà trưởng thành có cân nặng chỉ dao động từ 600 đến 800 gram. Là giống gà quý nhưng để nhân giống được những con gà có màu lông đẹp, sắc nét không đơn giản. Vì thế ở nước ta, loại gà này luôn khan hiếm và luôn trong tình trạng cháy hàng. Thứ 6, gà tre Tân Châu. Dòng gà này được coi là niềm tự hào của gà cảnh Việt Nam. Gà tre Tân Châu từ lâu đã chinh phục được giới đam mê gà cảnh Việt bởi đây là giống gà cảnh thuần chủng của Việt Nam và có màu sắc đẹp, nhiều hình dáng bắt mắt, dễ nuôi và ít bệnh tật. Chúng sở hữu cho mình một bộ lông dài thướt tha phủ kín toàn thân, có xuất xứ từ miền Nam nhưng hiện nay phong trào nuôi dưỡng gà tre Tân Châu đã phát triển khắp cả nước. Những chú gà tre Tân Châu đẹp với màu sắc phổ biến như khét đỏ, nhạn trắng, chuối lửa và có rất nhiều màu sắc khác nhau nữa. Những chú gà tre Tân Châu có dòng máu tốt và đá phát mã, đôi khi mới bước sang 1 tháng tuổi nhìn đã cực kỳ hấp dẫn. Kỹ thuật nuôi gà tre Tân Châu cũng không quá phức tạp, mà quan trọng hơn là bộ lông dài thướt tha của gà này phải sạch sẽ. Thứ 7, gà Kỳ Lân. Gà Kỳ Lân còn có tên gọi khác là gà Brahma, thuộc giống gà khổng lồ và được mệnh danh là ông hoàng của các giống gà vì nó có trọng lượng siêu khủng. So với các giống gà khác, gà Kỳ Lân có trọng lượng lớn hơn nhiều, trung bình khoảng 9 đến 18kg trên con đối với gà trống và 7kg trên một con đối với gà mái. Đây là giống gà thuộc họ chân lông vũ,
phần lông phủ kín cơ thể xuống tận chân, chân dài và có màu vàng nhạt, bắp chân to, thân hình to lớn và cao. Gà kỳ lân gồm có các màu, màu vàng, đen xám, màu trắng đen. Gà kỳ lân được cho là có xuất xứ từ Mỹ, nhưng đời tổ tiên của chúng có nguồn gốc từ Trung Quốc, là giống gà rất được ưa chuộng, nuôi để lấy thịt gà, trứng gà và ngày nay chúng còn được nuôi để làm cảnh. Hiện nay, gà kỳ lân sinh trưởng và phát triển tốt với khí hậu Việt Nam vì chúng có khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt nhất, sức đề kháng của chúng rất tốt và ít bệnh tật. Quý vị và bà con thân mến, như vậy, Dr. Vet vừa cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về top 7 giống gà độc lạ hiện có tại Việt Nam. Dr. Vet rất mong muốn sẽ được nhiều bà con chăn nuôi đồng hành bằng cách like và chia sẻ cho kênh nhiều hơn nữa. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những tập phát sóng tiếp theo.